បាទតាមបងធម្មទេវីសូមគោរពបងប្អូនពុកម៉ែសមរសច្ចន្ទគ្រប់បណ្ដាទីនៅបាទឡៅបងធម្មបន្តវីដេអូជូនបងប្អូននឹងទស្សនាទៀតណានេះក្នុងកងបងធម្មទេវីនេះជារួងទូងោឡៅបងប្អូនកំពុងតែផាឲ្យស្លាដើម្បីយកលែងហៅថាទីក្លែវត្តឲ្យស្អាតឲ្យស្លាពីខ្នល់ចូលណាជាងឲ្យបងប្អូននេះអ្នកបានទស្សនាលើគេបងធម្មទេវីឲ្យជួយចែកជួយឡាយជួយសប្រៃឲ្យបងធម្មទេវីផងដើម្បីទទួលនៅវីដេអូថ្មីទៀតហើយជាងបងធម្មសូមជួយបងប្អូនយើង
Vâng, Vũ Thơm TV xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Vũ Thơm cập nhật tiếp tục nhà ghe ngô chùa Phonorokai ha. Nha. Hiện tại thì anh em đang chuẩn bị hạ cái phần dách xuống ha. Thì nó cũng do nó cũ à, phần nữa thì phá bỏ hai căn này để tạo mỹ quan từ khúc bên lộ vào ha cả nhà. Lộ bằng quân Vũ Thơm là kênh Vũ Thơm TV nó chèn buồn để quay chèn. Hay lệnh pha bia lệnh ខ្នងផ្ទះហ្នឹងដើម្បីយកឡើងស្លាពីខ្នល់ជូនដើម្បីបងប្អូនយើងបានផ្ទះសនាពីខ្នល់ជូនឡងក្នុងហ្នឹងវាស្លាស្លាអស់ហើយឥឡូវឥតក៏បានកម្អល់ចាក់ហើយដើម្បីកាលហើយខាងមុខនេះបងប្អូនក៏កំពុងឡើងចាក់បេតុងនៅខាងកមកឡើងគោលតុងដើម្បីឲ្យមិនចាំបង្ហឹងខ្ញុំចាប់ដើមបន្តនៅក្បាច់ក្បាលអ្នកបួននៅខាងលើចោទទៀតហើយបងខ្ញុំចែកគម្លាតឲ្យបងប្អូននឹងទស្សនា Cái bàn 100 complete chui chạy chui lại chui surprise. Trước mặt cái nhà đó là cột cờ hết cả nhà cũng đang gần hoàn thiện rồi. Hiện tại anh em đang đổ bê tông chuẩn bị cho nó cứng cái phần móng dưới rồi mới dán qua dán vào. Cả nhà mình nhớ đăng ký để theo dõi ha. Lộ trang vô tại cạch đen mua đồng bị cạch lên thằng lớn này là mày đánh chính là mày phân lộn cho hiện tại là thợ đang lấy kéo lại cắt cái nhà chuẩn bị cắt cái phần mà đổ đà đó đài xưa thì đơn giản của nhà có hai cây ở dưới quấn dây chì coi như là xong rồi đó cắt bức rồi mới hạ được hai cái miếng này xuống vì cái dách này nó cũng cũ rồi. Lậu cạch du bay quay á. Hiện tại anh em thả ga hết nha. À, xong rồi đó. Lậu quay thêm mặt hang này tiếp là mấy ông đặt nọc dương tiên. Hiện tại quấn thêm một máy bên đây nữa nha. Để có gì nó mình dễ kéo cho nó ngã nguyên một dạng nó luôn. Tại vì nó mục mục quá không dám leo á. Sau một phút á thì chen còn mình hẹn lần nó cần quay vô đặt nó lại người ta so nữa. Đó, là quay họ bánh cho trang một mét đó nè. Hiện tại đập cũng được khoảng một mét xuống rồi đó, còn chút nữa là bắt đầu tới đà. Đà này đã bắt đầu kéo luôn rồi. Rồi cây ngà bên kia thì cũng đã cắt đứt hết rồi. Đây thì bằng bồn bùng chặt bê tông khươn. Ơ nếu mày chen gồn chen ngay bắn ở bay nét ra. Bay nét hai nữa. Chẳng biết chạy khne lưu chẳng chừng nên. Cột tông này là cột cờ cái nhà đổ phần dưới móng cho nó cứng rồi mới đầu dán quay dán lên. Hiện tại phần trên này cũng lên bóng đèn đồ xong hết rồi. Phần lửa bánh lên xài phần lửa phải on. Mình quay vô thuê chứ nghe hả? Nếu chẳng đạch đấy. Nè, quay bia lùi quyền nên thấy là bay một cái non cáo đi xa lại nè. Thì ta đã từng mở khinh tí khéo qua đó làm là sát. Quấn hai căn này ra là nó sẽ chống cái phần mặt tiền của chùa cả nhà. Thì mà cái nhà mình vào đi từ mé lộ này là nhìn thấy cảnh quan ở phía trong luôn. Nó đẹp. Cắt đứt là bắt đầu kéo vô hả cả nhà. Kéo cho nó ngã luôn.
cạch ở đại tre ô không còn lụm nổi. Lão tập trung cái này chôn mà ô anh chàng đúng không? Cắt nó. Lão quay cho thêm tiếng tiếng là mấy sẽ nọc ô. Tại quấn thêm một chút nữa mới kéo được. Tấn xe, tấn cái thi ơi, tấn này tấn không? Đã nông phơi với nâng. Quấn cho nó đứt vào đầu kéo luôn rồi, bây giờ đánh. Đây là nhà ghe cái nhà. Đây nó rất là dài đó. Phía trong đây nè. Ghe cũng đã dời vào phía trong hết rồi. Nên là nhà ta rộng tu các bạn bằng khắp chỗ đó. Lâu vô lại phía là huyện này chính là bởi ôi xa nó tiết leo qua rạm. Các bạn bằng ôn nó chết khang mau tè xa ná nó kênh xa lạ. Mà vì ná thiếu mà cứ đục chứ. Thầm cứ đục nhẹp. Chúng mà tập trung vô cái nông ôn chúng ơi. Tập trung hoàng đi ôn chén này. Ờ tăng xe này. Tập trung vô cái nông ôi tăng xe này. Tập trung vô cái nông ôi cái xe này. Ôn tăng xe vậy. Rồi ta bằng gương cửa màu ơi. Hiệp trầm tư điểm luôn đó. Bởi mỗi cùng lắng là mấy ô. Hiện tại cũng tập trung kéo cái nhà. Mắc cái dắp này là nó khỏe rồi. Tại ngay cái đường đi nó cũng khó. Trầm nó lại lâu đó phần nhịt nhôm nó khẳng khỏi vót hay quay bên lụm hơi mỗi về sát. Nó mấy sân nọc. Rồi, tìm lăng, tìm chấm. Mò á, nhịp mò, cầm nhịp tao nữa. Nhịp là nhịp vô mò nổi á, cầm nhịp thua tao nữa. Thấy mày buôn cái đục thế không, chống ơi. Nó thì nó kìm mà tân. Ai bỏ bốn cho mưa lại cái lũm á. Tăng đây là tăng đây bán này. Tăng đây mà mau ơi. Chuẩn bị hết cả nhà, nó tích tiết là lũm hay nó phải là làm hết tiết nữa. Ăn mấy cái nó hơi bực và nó cho bà so đã lắm, hơi hận so đã lắm. Anh nói ngoài dân tay cho so đã mới là lụm hơi, bọc mà bọn. Yên mô, ô, hả, chập đâm. Mô ơi, bia cầm nhịp á, mô nổi cầm nhịp á, mô ơi. Mô ơi. Ô, sang. Sang hay quạt bác nha. Rồi, ban mò chùm nãy cái. Hà lụm rồi nè. Hiện tại là cũng đã hoàn thành tốt. Rồi, vô sẽ đẩy mới quý, mới non tao. Anh nói hiệp nó tầm cái bài nắng nổi đó. Hiệp, vô khỏe, vô bánh hả? Ừ. Lụm hơi á, lội vô phải chắp ở đây mà bà mồm luôn. Vô à khung cho hơi á, ừ. À nóng mà tiết tiết dao à, én à. Ồ, niệm mê ra trái à. Ồ, đục đực hơi. Dọn tiếng dọn tốt mà đông mày gọn đó.
À, lẩu hủy chấm hiệp chấm mà lẩu xả chơi chứ nhé. Mời ơi bằng bốn hoạt. Đã ca mà đâm là mà đâm thì nó mới lơi cho hết thì nó không tức là bột. Tôi cho tôi lăng là thật lét bắn là bột nó ẩn. Lẩu ở phần mộ là chín nhà Oisla. Hiện tại để anh em dọn ra nhà, cho nó sạch. Bắt đầu lấy mặt bằng vào lại. Về bác mê lấy được rồi tích. Hỏi bà đứng bán đây. Hỏi bà đứng mổ mày. Hỏi cô tiền thưa tài xế. Các bạn nắng lạnh toàn hiện cái nếu cho cụ long ra tài xế mà nạp bính thì tài xế cách gốt tấu à đó đấy cụ long nhưng tài xế phải tài xế phải chịu ấy. Ơ, nạc lớn phải lớn tài xế cảnh này nó pin lan khởi công à. Khởi động đâu nha. Rồi, chừng anh bọn thầm bác video tầm này sẽ nó quân bằng bốn giờ ngàn đại tế sản lời kênh bọn thầm TV nước ngày thầm mấy chốt chi sau đây mà còn thầm mấy. Vậy thôi cũng thơm mà cũng tạm dừng ha, cái gì cũng thơm sẽ cập nhật tiếp tục ha, cũng thơm mà cũng chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật là nhiều sức khỏe ha, cũng thơm sẽ cập nhật tiếp. Đó, hiện tại cũng đã xong phần bên giáp rồi, xin cảm ơn cả nhà mình rất nhiều ha.